nhà nha. Cũng trở lại chương trình cặp ghe đóng mới. Thì hôm nay có làm cái bánh lái với mà làm công việc gì đó nữa. Thì cả nhà hãy cùng từ siêu xem như thế nào nữa nha. Nhớ theo dõi từ từ nha cả nhà. Đừng có xả nha trời. Như cả nhà đã thấy đó là anh Thầu thì anh đang đang làm mấy cái nẹp bánh lái nha cả nhà. Nẹp bánh lái bằng inox luôn nha. Để uống sẵn luôn, chút nữa đưa vô là ốp vô hàng thôi á. Cái này là dày là một phân, còn cái bảng này là một tấc nha cả nhà, inox 304. Cái bánh lái này là 120 triệu nha cả nhà, cốt rồi tiền công lắp keo là 100 mấy chục triệu nha. Đó, giờ anh đang hàng nè, hàng uống sẵn luôn. Ủa anh Quốc, mình làm này trong vòng 2 ngày xong không anh Quốc? Không, 2 ngày ha. Lắp keo là 1 ngày rồi đúng không? Đồ mới nha các bạn, mới 100%, quá phê. Nói chung là ở Kiên Giang này thì chế cháo điện hứng nha cả nhà. Cái gì cũng có thể là chế được hết trơn. Ảnh hàng phút đó ảnh đưa vô cái lãi ký ra ảnh định luôn, quá dữ. Đây nè, thì có bánh lái nha, 90 ly nha cả nhà. Đó, bây giờ là hụt sẵn rồi, ha. Hụt sẵn cái đầu rồi. Nói chung là hàng này hàng khủng mới. Chiều dài của nó là 4m85 nha. Như cả nhà đã thấy thì đây là cái bàn lái trước cả nhà. Đó, thì cũng cắt sẵn rồi, hôm nay thì sẽ không có kịp để mà ráp bánh lái nha, không có kịp hàng rồi ráp lại, rồi lần sau mình sẽ quay thêm clip là thành phẩm nha, rồi ráp vô cái phần lã ký luôn đó để thử luôn. Rồi cả nhà hãy chờ xem nha. Theo các bạn thì đóng tiếp lái kiểu này thì chua ăn lắm, thực sự cái khu này không gian nó không có nhiều đó nha, cho nên là rất là chua nha cả nhà. Rồi ở trên là chú Sáu, ổng đang kéo bả Lan lên nha, đang gịch lên. Rồi lên đi ngủ đi. Đi lên đi. Cái tiếp lái này là ống inox 168 ly nha cả nhà. Bữa nay là nói chung là gắng cố gắng để hoàn thành này để cho mấy anh bên thợ hàng đó họ đúc cái lái luôn nha. Thử luôn. Anh Sang tài công thì anh đang thay chất bôi trơn nha cả nhà. Cái đó cũng quan trọng lắm nha. Thấy quảng cáo mỹ hảo gì vậy bộ? Mỹ hảo. Đúng nhắc à, giờ em có được, có chỗ rồi. Chua rồi. Cái phần đóng tiếp tiếp tâm bua thì của chương trình á thì nó dễ, nhưng mà cái này nè nó mới khó nè. Vậy lên đi cho bộ. Là cái gì nó không có thế đó cả nhà. Cái thế nó không có đóng. Ủa, lên ha, cho nên là nó khó. Ở trên thì kéo bả Lan đó, ở dưới thì tán, nói chung là nó khó khăn cái chỗ đó đó. Từ siêu biết là cả nhà cũng rất là mong đợi em này hoàn thủy ha, rồi đặt máy rồi chạy thử như thế nào để coi cái mẫu chân vịt này sẽ chạy tốc độ như thế nào nữa ha. Mình cũng rất là mong lắm, mà 19 này sẽ hà thủy thôi ha, còn đặt máy về thử thì từ từ. Đó, để treo hai cái ba Lan gạch luôn ha, mới có sức nổi ha. Chú Sáu thì đang mài nữa.
Đó, giờ phần hầm máy là bên đây nè, bồn nước ha. Đó, bên đây bồn nước nữa. Tới đâu? Bên đây thì dàn bồn cái nhà máy nè. Đó. Bồn đã xuống hết rồi nha. À, chạy vô. Im. Chị chạy vô có chưa sao? Chị chạy có chưa? Nhưng chị chạy còn có quân chưa? Bồn dầu thì đã đem xuống hết rồi ngay cái nhà. Còn chỉ còn một bồn ở đó nữa ha. Bên đây thì để cái máy đèn. Đó. Như cái nhà đã thấy thì chiếc tàu cá này thì chứa là 20 mấy ngàn dầu nha. Nếu mà đầy hết là 20 mấy ngàn dầu. Kéo ra đã. Như cái nhà đã thấy là anh Phan anh đang quấn tim đèn ha. Ủa chú Sáu thì là quấn tim đèn là nước nó không vô chú Sáu với hai bột chai phải không? Không vô. Vô không? Không không. Rồi. Không ha. Nói vậy nó mới cái rồi nha. Rồi. Rồi. Bơm này bơm cái. Rồi. Bắn nó vô. Bắn nửa cái để tôi bắn chi nó. Hai cái mai ăn một lớp nha. Bột chai này là gồm nước sơn nha. Nước sơn với bột chai vậy cả nhà. Nó ở trên giờ đang kéo bả Lan lên rồi đó. Chưa đâu cái gì chưa đâu, còn ở trên nữa. Không dễ ăn đâu. Khoan mày ơi, chờ chút. Nó để ra đại lên nữa đi. Không ơi, khỏi chặn đâu, khỏi nó kẹt nữa rồi. Thôi nó bung ra luôn rồi. Bung ra. Rồi xong. Bây giờ là tới khoan 4 cái bồ lon nha. 4 cái bồ lon 18 ly nữa. Tại bồ lon inox luôn nha cả nhà. 18 ly. Rồi bây giờ ta đem miếng mặt ra mình lên đứng cho cả nhà. Đó. Không dễ ăn. Hai ngày hả chú Sáu? Về phần bên keo thì mình thấy là mấy anh thợ lắp keo đang lắp cabin nha cả nhà, đang dậm đinh lắp cabin luôn. Thì gán hoàn thành cho nó bữa 19 là xuống nước hết luôn nha, lên màu. Rồi đang kéo bả Lan lên nha cả nhà, là dán hầm mà phần đáy nha, phần dưới đáy á. Dán này là dày 3.5 nha, còn cái phần hầm á là dày 2.5, phần thành hầm á là dày 2.5, đáy thì là chủ ghe họ cho đóng 3.5 luôn dày. Bả Lan là thứ quan trọng nhất nha, không có bả Lan là đóng chiếc ghe là không được nha cả nhà. Tại vì nó dùng cho nhiều thứ lắm à. Không biết ở xứ các bạn sao chứ ở Kiên Giang đóng ghe đa số là dùng bả Lan ha. Xứ các bạn thì chắc có xài xe cẩu này nọ nó cũng đỡ. Thì mỗi dùng mỗi khác thôi. Mình quay cho các bạn xem. Nói về cái phần hầm thì cũng đang cố gắng đó cả nhà. Đang cố gắng để mà hoàn thiện ha. Để khoảng 3-4 ngày nữa là cho thổi bóp nha cả nhà. Cabin thì đang lắp keo. Cái ốp mắng neo ha, ốp đầu neo làm sẵn nha cả nhà, làm sẵn vậy đó rồi vô ẩn vô tiền không chứ không phải nói chuyện giỡn đâu. 4 cái là ít nhiêu tiền này.
cốc dày 3 ly ha. Như cả nhà đã thấy thì anh Sang thì ảnh đang dùng cái bả lan nữa, dùng bả lan để mà kéo cái miếng ốp, miếng inox ốp cái đầu máng neo nha. Đó mà khi mà lên neo á sẽ không ăn vô thịt cây của mình đó. Để ốp 4 cái nha cả nhà, 4 cái đó vô nè. Vậy dùng cách này nha, kéo nó vô. Rồi sau đó sẽ khoan cái lỗ ha, khoan lỗ bắt cây cốt. Ống chỉ thì xài nhôm đó. Thấy gì những cái công đoạn lặt vặt gì á mà nó tốn thời gian, tốn tiền bạc lắm nha cả nhà, nhỏ gì đó. Còn ở bên phần tập thực á thì mình thấy là chú Sáu ổng đang chuẩn bị vô ấp khẩu nha, vô ấp khẩu hai bên. Còn ấp khẩu thì dày 8 phân nha cả nhà. Ấp khẩu dày 8 phân ha. Chú Sáu không cho hay. Ấp khẩu này thì ngày mai sẽ xong nha. Bữa nay không kịp đâu, ngày mai sẽ xong. Và như cả nhà đã thấy thì Từ Siêu đã chui xuống cái phần hầm của tàu đực ha. Nói chung là chưa có làm ngăn hầm thì từ từ. Hiện tại là thật sự là mình nói cho cả nhà nghe nha, cái phần dây ga đó, dây ga nè, ở đây nè, làm rất là dày nha, rất là nhiều dây ga, cho nên e mỏng đi chăng nữa thì cũng không sao. Đó. Dây cong á thì chiếc này là 50 mấy dây cong nha cả nhà. Đó, cái phần mấy cái đà ngang này là làm ngăn hầm rồi đó ha. Nhầm người nói cho cây Kiên Giang thật sự là không phải dạng vừa đâu nha. Ba mỏng thiệt nhưng mà dây cong rồi dây ga này rất là dày. Chiếc ghe này là 24 mét mấy mà trong khi đó là dây cong 50 mấy dây. Đó. Dây ga thì 10 dây. 10 dây ga. Rồi lăn nước sơn nha cả nhà. Giờ sẽ vô ấp khẩu phía sau trước ha, phía sau cabin trước. Lăn lia lịa ra, tôi nhanh nó lăn lia lịa. Chạy sao? Đó, bây giờ kéo ba lan tới đây. Tới đây rồi ịnh nó qua ha. Đó, khoan bắt cù lon lại. Đang kéo cái ấp khẩu lên đây nhà ha. Ấp khẩu phía bên đây ha. Phía bên tay trái. Dày 8 phân. Cái chung cửa hầm máy là ok nha, cửa cabin sau đó cả nhà. Đúng rồi. Dùng thế ha, mọi thứ đều phải dùng thế. Đó. Nó cao lên này ha. Đó, cái ổ thì nó cao lên rồi. Ok. Lắm tan. Thì nãy giờ mình quay sơ lược cho cả nhà xem là ga đang hiện tại là gấp khúc để mà hoàn thành cái chiếc tàu cái để mà cho em nó hạ thủy ngày 19. Đó. Rồi tàu đực thì cũng từ từ cũng sẽ hoàn thiện nhanh hơn để theo kịp em này để hạ thủy luôn. Xuống dưới nước rồi chủ ghe họ còn đặt máy rồi đặt xa là tời đó ha.
đó. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha, hẹn cả nhà clip sau nha, bye bye, hẹn gặp lại nha, nhớ đăng ký kênh, cảm ơn rất là nhiều.